Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Trong video lần trước, em Hoa đã chia sẻ tới mọi người về một sản phẩm có thể chăm sóc mùi hương cho cơ thể, đó chính là lăn khử mùi silicone của Mỹ. Sau khi đăng tải video đó lên, thì bên em Hoa đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi khách hàng. Dường như mọi người rất là quan tâm về sản phẩm này, và có nhiều khách hàng còn thắc mắc là silicone thực sự có hiệu quả hay không. Chính vì thế cho nên hôm nay em mới làm video này để phân tích cho mọi người thấy được tầm quan trọng của silicone đối với cơ thể ạ. Với chị em phụ nữ thì mùi hương của cơ thể chính là một loại vũ khí rất là lợi hại, khiến cho người đàn ông của họ say mê và yêu thương. Còn đối với các bạn nam, do hay phải đi ra ngoài giao tiếp cho nên là cũng muốn cơ thể của mình có mùi thơm dễ chịu. Nhưng mà bệnh hôi nách hay là nách bị tiết ra mồ hôi quá nhiều, kể cả khi không vận động, nó khiến cho cơ thể mọi người luôn ở trong trạng thái không sạch sẽ và có mùi khó chịu. Chắc chắn khi cơ thể gặp phải vấn đề trên thì đương nhiên là mọi người sẽ phải tìm cho mình những giải pháp để khắc phục. Mà cụ thể đó là tìm đến những loại lăn nách hay nước hoa để chật đi mùi khó chịu đó. Nói đến các dòng lăn khử mùi nổi tiếng thì không thể không nhắc đến silicone của Mỹ. Bởi vì trong tất cả các dòng lăn khử mùi thì silicone chính là một sản phẩm được mọi người yêu thích nhất đó ạ. Đầu tiên, em Hoa sẽ đi chi tiết về nguồn gốc sản phẩm một chút ạ. Tên đầy đủ của sản phẩm đó chính là silicone Pouguerinol. Sản phẩm này thuộc thương hiệu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Nutriskin của Mỹ. Thương hiệu này thì vô cùng nổi tiếng rồi, cho nên là mọi người có thể hoàn toàn an tâm đi ạ. Thứ hai là về thành phần và cơ chế hoạt động của silicone. Đầu tiên là về cơ chế hoạt động. Trong sản phẩm này có chứa một thành phần đó chính là muối nhôm, aluminium chlorhydrate, cho nên là nó có thể ngăn khử mùi hiệu quả. Cơ chế hoạt động của chất này đó là nó có thể bịt các lỗ chân lông, không cho mồ hôi tiết ra và giúp cho bạn khô thoáng cả ngày. Ngoài ra, chất cyclopentasin, nó chính là một dẫn chất của silicone, có khả năng làm co tuyến nhầy, giảm điều tiết mồ hôi và làm cho da nách hạn chế tiếp xúc với các vi khuẩn gây mùi. Ngoài ra, chất này còn có khả năng chăm sóc da, cung cấp độ ẩm cho da và chống lại sự lão hóa của da. Thành phần tiếp theo đó chính là BHA, BPG 15, axit lactic. Nó còn giúp làm sáng vùng da giữa cánh tay, phục hồi da sau tổn thương từ những việc cạo hay là nhổ lông nách. Em Hoa thấy là những chị nào có thói quen hay nhổ lông nách thì chắc chắn là vùng da ở nách sẽ bị thâm sạm đi. Vậy thì mọi người còn chờ đợi cái gì ạ? Mà không thưởng ngay cho mình một em silicone này để sử dụng ạ? Không chỉ có như thế mà silicone còn chứa rất là nhiều hoạt chất, có nguồn gốc từ thiên nhiên, có khả năng chăm sóc vùng da giữa cánh tay. Ví dụ như là chiết xuất cỏ lá nhiệt đới Sky Beta Extra, chiết xuất cây berberi có khả năng làm trắng da cực kỳ mạnh. Công dụng của chất này nó được ví ngang ngửa với hydroquinone, nó là một trong những hợp chất làm trắng da rất là nổi tiếng, dùng trong điều trị nám và tàn nhang. Hay là chiết xuất hạt nhãn giàu vitamin, chiết xuất rễ cam thảo, chứa nhiều chất chống oxy hóa và giúp làm trắng sáng da. Thực sự mà nói thì em Hoa chưa bao giờ thấy một loại lăn nách nào vừa có thể khử được mùi mà lại vừa có thể chăm sóc da, giúp cho da trắng sáng được như silicone cả. Và chính nhờ những công dụng tuyệt vời đó mà silicone được mọi người rất là yêu thích và sử dụng rất là nhiều luôn ạ. Vậy thì có nên mua lăn khử mùi silicone Nutriskin hay không? Trả lời cho câu hỏi trên, em xin nêu ra những ưu điểm sản phẩm đó là: ưu điểm đầu tiên đó là có thể khử mùi, giảm tiết mồ hôi giữa cánh tay vô cùng hiệu quả. Ưu điểm thứ hai đó là mùi hương rất là nhẹ nhàng, dễ chịu và lưu hương lâu. Thứ ba đó là giảm nhanh thâm sạm, giúp làm trắng da vùng cánh tay cực kỳ tốt. Thứ tư, thiết kế chai nhựa nhỏ gọn và chắc chắn, cho nên là mọi người có thể mang đi sử dụng rất là tiện lợi luôn ạ. Thứ năm, không chỉ dùng cho điều trị hôi nách mà những ai bị hôi chân thì có thể dùng để khử mùi khó chịu ở chân cũng rất là hiệu quả luôn ạ. Thứ sáu là không gây vệt ố vàng trên áo như một số dòng lăn nách khác. Thứ bảy là không ảnh hưởng đến mùi nước hoa. Với những anh chị nào bình thường vẫn đang sử dụng nước hoa đấy ạ, thì cái mùi của silicone nó không để át đi mùi nước hoa đâu ạ. Cho nên là anh chị thoải mái sử dụng nước hoa kèm theo silicone luôn ạ. Sau đây là nhược điểm của sản phẩm luôn ạ. Silicone rất là tốt, nhưng mà hiện nay trên thị trường có rất là nhiều hàng fake. Chính vì thế cho nên là mọi người cần phải tìm mua đúng hàng chuẩn, tránh rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe và mất tiền oan. Qua những ưu điểm và nhược điểm mà em Hoa vừa nêu ra ở trên, thì em Hoa khẳng định lại với mọi người, silicone là một sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là cần thiết cho mọi người luôn ạ. Về cách sử dụng của silicone thì như sau. Đầu tiên là mọi người nên vệ sinh sạch sẽ vùng da giữa cánh tay, tức là vùng nách, để đảm bảo cơ thể luôn khô ráo.
Sau đó mọi người lăn đều hai vòng lên vùng da nách và chờ trong giây lát để cho dung dịch này thấm hoàn toàn vào trong da. Có một lưu ý đặc biệt cho mọi người khi sử dụng sản phẩm đó chính là sử dụng tốt nhất sản phẩm ngay sau khi tắm và trước khi đi ngủ. Bởi vì lúc này những tuyến mồ hôi hạn chế hoạt động và vi khuẩn trên da cũng không quá nhiều, cho nên là vô cùng hiệu quả luôn ạ. Hay là mọi người có thể sử dụng lăn vào nách trước khi ra ngoài. Với khả năng khử mùi cực kỳ tốt, mùi hương vô cùng dễ chịu, sản phẩm này sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn và thoải mái hơn khi ra ngoài vận động ạ. Dạ vâng, vừa rồi thì em Hoa vừa đi review cụ thể cho mọi người về thành phần cũng như là công dụng của lăn khử mùi silicone. Vì thế, ngay sau khi xem video này, em Hoa nghĩ rằng mọi người nên bỏ túi cho mình một em silicone để dùng đi ạ. Nếu như anh chị nào cần mua lăn khử mùi silicone chính hãng và những sản phẩm chăm sóc da, có thể liên hệ bên em Hoa qua Zalo hay là số hotline theo số điện thoại 0985 22 9900 ạ. Em Hoa cam kết tất cả những sản phẩm bên Hoa bán đều là hàng chính hãng, hàng chuẩn ao 100%. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Nếu như mọi người thấy hay thì mọi người có thể ấn đăng ký kênh, ấn like kênh và theo dõi kênh để cập nhật tất cả những sản phẩm bên em Hoa bán ạ. Em xin chào tất cả mọi người.